Mình chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì hôm nay mình đã báo giá chi tiết cho anh em xem sản phẩm ủ lá cạch nhé. Thì hôm nay nó đã có một chút dao động là nó giảm giá thân của nó đã giảm nhẹ một chút nha anh em. Mình sẽ báo giá lại cho anh em xem nhé. Đầu tiên là túi cái vịt 50 con. Đây là cái vịt 50 con cái tải sử dụng nhé. 1 ly và 1 ly rưỡi có giá là 80.000 một túi. Đây. 1 ly và 1 ly rưỡi nhá. Đây là 1 ly rưỡi nhá. Thì có cái kim siết ở trong luôn nhá, cái kim siết. Rồi, tiếp theo là cái ké để mà sử dụng một lần. Ké sử dụng một lần thì bên mình có ké rút và ké nêm. Đây là ké rút này. Một túi cái rụt thế này là 1 ký nha. Túi thế này là 1 ký nha anh em. Thậm chí là mình đóng da cho anh em là 1 ký 1 luôn. Cho nó ở dưới cho anh em thoải mái luôn. Đó, một túi thế này là dao động khoảng tầm 350 con nha. Mình không chắc chẳng 350 con nhưng khoảng 500 đỏ nha anh em. Một túi thế này có giá là 100.000 một túi nha. 100 con, 1 ký. Con túi này thì 100 con là 40.000 này. Đây, 100 con 40.000. Anh em thích túi 100 con 40.000 thì mình có túi 100 con 40.000. Thích 1 ký thì mình có 1 ký nha. Thì theo là cái nêm. Đây là nêm nha. Nêm thì bên mình 1 ký như vậy là có giá là 90.000 nha. Đây, 1 ký có giá 90.000. Anh em làm cái tải sử dụng là cần một kiện, cần có cái nêm, cái rút và một cái kem thế này nhá. Đây, cái kem thế này là cái kem bọc ké, thế này là cái này 50.000. Anh em cần phải một bộ ba thế này mà làm được nhá. Còn nêm bên này thì cũng một túi nêm thế này là bên mình chiếc 100 con thế này là 55.000. Anh em mua 100 con là 55.000. Tiếp theo là con đùi gạch. Đùi gạch ba trụ màu vàng. Hàng loại 1 nha anh em. Để mình cứng cho anh em xem. Hàng loại 1 nha. Thì cái mặt của nó sẽ cắt cái sang khoảng tầm 2 ly nha. Hàng loại 1. Nó nặng khoảng tầm 5 lần rưỡi nha. Nó nặng 5 lần rưỡi nha anh em. Con này là 65.000 một con. 65.000 nhé. Tiếp theo là thước đo nha. Mình sẽ lấy thước đo ra nha em xem. Đây là cái thước đo. Lấy dấu lộn nước nha. Đây là loại 2 đoạn này. 2 đoạn dài 40 phân. Đoạn dây 40 phân nó có giá là 90.000 một cây. 90.000 một thước 2 đoạn nha. Cây này lấy rất là tiền nha. Anh em chỉ cần siết một con vịt như thế này thôi là đã lấy được dấu rồi. Không cần phải rơm ra nha. Thì đây là cái loài ké lấy dấu 6 đoạn nha. Anh em nào mua cái này về thì có thể lấy được dấu của góc và góc tường và cầm như lỗ gạch, nhưng mà cái này thì nó sử dụng hơi rơm ra một tí nha. Rồi anh em 100.000 nhanh em, có luôn cả hộp nha. 100.000 có hộp. Bên này là 90. Cái này là bằng thẹt nha, không phải inox nha. Đôi lúc anh em tưởng inox rồi. Bên mình nói luôn là đây là thép, nhưng mà nó đã xí một lớp chống rỉ nha. Nó đã xí lên một lớp chống rỉ, inox mỏng chống rỉ nha. Bên này là cái sản phẩm ké dầu cong, hay còn gọi là ké chữ thập. Bên mình có 3 loại, 1 ly này, 1 ly rưỡi này, 2 ly này. Một loại một làng như vậy là 15.000 nha.
anh em ụp lá cắt chỉ cần mua một làng đến hai làng là sử dụng ok rồi. Như túi thế này rất là nhiều nha, một túi một ký anh em nhìn này. Anh em phải làm công cân thật là lớn mới sử dụng hết một ký là được. Anh em chỉ cần làm nhà dân chỉ cần mua một đến hai làng là đã sai ok rồi. Một làng 15.000. Tiếp theo là bẫy răng cưa. Bẫy răng cưa mình có 3 loại. Đây là cái loại rẻ tiền nhất, bẫy đen, đùi sâu răng 1/2, có giá 60.000 một cây. Bẫy đen nhá, sâu răng 1/2, 60.000 một cây. Bẫy thép lề cưa CD, bảng đầu và đít vuông như nhau nha, giá 70.000 một cây. Đây, cái thép nó bằng lưỡi cưa CD nha, cán gỗ, răng sâu 1/2 nha anh em. Đó là chia làm 5 rắn, 70.000 một cây nha. Loại này thì thép nó chuồng hơn và răng nó điêu hơn. Loại này 100.000 một cây nha anh em. Đây 3 loại cho anh em, có xin lựa chọn 3 loại luôn nha. Đó. Anh em nào cần cái loại nào bên mình cũng có hết. 60, 70, 100. Tiếp theo là bàn đầy gạch Ryobi PC. Thì ở đây là mình còn và tầm ít cây này nữa thôi nha anh em. Đây là lô này mình nhập trước, thì bây giờ cái lô này mình đang bán giá 1.850.000. Nếu anh em mua đợt này thì giá 1.850.000, còn đợt sau thì có lên giá nha anh em. Hiện tại trên thị trường đã lên giá rồi, nhưng bên mình còn lô này là lô mình lấy trước nên mình vẫn giữ nguyên giá cho anh em nha. Bàn Ryobi PC gồm 3 lưỡi cắt, dòng này thì rất là bền nha, anh em chỉ cần thay lưỡi thôi, còn không bao anh em loại này bao bền luôn, nó sai không bao giờ hỏng luôn nha anh em. Và cắt cực kỳ thẳng, loại 20 này cắt cực kỳ thẳng và có trợ lực cân đẩy và cân dập riêng nha, không phải chống một tích hợp mà trên một cân nha, ở đây là cân đẩy riêng và cân dập riêng. Nên là đồ bên nó rất là cao. Ở đây thì bàn gạch kéo răng cưa. Ở đây mình có loại inox này. Inox này là dài 60 phân nha. Viên gạch của mình là dài 60 phân nha anh em. 60 phân. Loại này răng sâu 1/4 nha. Anh em nào cần giá rẻ thì mình có bàn gạch thép này dài 50 phân, răng sâu 1/5 nha, cây này 101.000, răng sâu 1/5, 101.000 một cây nha. Loại này bằng thép nha anh em, loại này bằng inox thì nó sẽ mắc hơn. Anh em nào làm hòa vang phù điêu cần bên dưới mình có bên dưới nha, đây là bên dưới nha anh em. Rồi tiếp theo là cái cuốn làm phao chì, thì đây sản phẩm cuốn làm phao chì bên mình sắp đóng đi cho khách anh em này. Ở đây mình đang đóng đi cho khách nhé. Đây. Thì cái sản phẩm cuốn phao chì này bên mình cực kỳ sắc nét nha anh em. Đây là bộ cuốn đơn này, mỗi cây như vậy là có giá là 60.000 một thanh, 60.000 một cây nhá. Thì cuốn cực kỳ sắc nét nha anh em, 60.000 một cây, cũng rất là sắc nét nên anh em rất là thích kể cái sản phẩm bên mình, anh em mua rất là nhiều nhé. Anh em mua cái sản phẩm bên mình về là không cần phải chỉnh sửa gì nha, chỉ cần mua về là chỉ cần rút liền luôn, không cần phải chỉnh sửa gì luôn. Ở đây là cái đuông nhọn 5 phân, có giá 60.000 luôn nha. Đuông nhọn 3 phân, cái này 60.000 luôn. Nói chung là cái bàn đớn đông dài nha, 60.000. Đây bàn kẹp 80.000 một bàn nha. Đây là cuốn liêng nha anh em, không có đầu, không có chấp nổi hay là dạng gì hết đó. Đây cuốn liêng 100% nha. Cực kỳ sắc nét nha, không cong, không mo, không vặn, cũng như là cuốn rất là sắc nét. Cái 80.000 nha.
Bên mình có hai loại, đây loại kẹp nhỏ này, kẹp nhỏ 57 này, 57. Đây là kẹp lớn 68 này, kẹp lớn thì 68, kẹp nhỏ thì 57 nhé. Hai bản, bản nào cũng 80.000 nha anh em. Anh em có nhu cầu mua cái bảy bảy hủy á, bảy xe tô bảy hủy á thì bên mình có luôn nha. Bảy đen này làm rất là bền. Cái như vậy là để mình lấy cái lẻ ra cho nó xem. Đây nè, đây là bảy này xài rất là êm nha. Bảy đen này bảy này trên thị trường bảy tàng chuột rất là nhiều, nhưng mà nó thuộc về cái bảy ở Huế làm á, bảy Loren làm á thì nó lại khác hơn. Người ta làm cái thẹp nó rất là chuẩn nha, đồ đáng hôi rất là cao. Cái này anh em xài cực kỳ bên luôn, mà giá rất là rẻ nữa. Cái 8 phân hiện nay là 60.000. Cái 10 phân là 70.000 nha. Đầu tiên 10 phân luôn. Đây cái 10 phân nha anh em, 10 phân 70 này. 8 phân thì 60 nha. Đấy cái bàn xoay giả tì nha anh em. Bàn xoay này thì xoay rất là sướng nha, gỗ rất là phẳng luôn. Đấy, anh em nhìn bàn xoay thì phẳng luôn. Đây là bàn xoay giả tì nha. Một cái bàn xoay giả tì này là 80.000 nha. Anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm ốp lá gạch cũng như là ống đục phao chỉ bay Huế thì liên hệ với mình qua Zalo hoặc số điện thoại để ghi một trên màn hình nha. Mình xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhé.